Bạn gặp vấn đề trong việc chia sẻ mô hình thiết kế cho khách hàng. Khách hàng cần phải cài đặt những phần mềm chuyên dụng và rất nhiều yêu cầu khác nữa. Quá nhiều bất cập trong vấn đề này, Automate Viewer là một giải pháp tiện ích để giải quyết những vấn đề trên. Video này, tôi sẽ giới thiệu các chức năng của Automate Viewer mà tôi là Đạt, kỹ thuật công ty OnCAD Việt Nam. Automate Viewer sẽ giúp giải quyết được nhu cầu làm việc cộng tác và chia sẻ mô hình giữa các nhà thiết kế với khách hàng cũng như là các đối tác. Chỉ với vài thao tác đơn giản, trong vài giây, các nhà thiết kế đã có thể dễ dàng upload được mô hình của mình lên Automate Viewer. Các mô hình upload lên đều sẽ được tạo các đường dẫn. Việc tiếp theo, bạn chỉ cần gửi những đường dẫn này cho khách hàng và các đối tác của bạn. Với một giao diện đơn giản và trực quan thì sẽ giúp các bạn có thể thao tác một cách dễ dàng ngay trên trình duyệt web mà không cần cài đặt bất cứ phần mềm nào khác. Các công cụ của Autodesk Viewer cũng rất đầy đủ và đa dạng, từ việc tạo các mặt cắt, phân ra sản phẩm, ẩn hiện các chi tiết và đo đạc kích thước đều được hỗ trợ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo ra những bình luận và đánh dấu những điểm cần thay đổi và cải thiện trong thiết kế. Các nhận xét này đều sẽ được lưu lại và gửi cho nhà thiết kế để họ có thể chỉnh sửa lại mô hình của mình. Khi việc chỉnh sửa mô hình đã xong, thì nhà thiết kế có thể up lại mô hình của mình và share cho mọi người cùng xem. Do hoạt động trên nền web nên Autodesk Viewer cũng có thể được xem trên các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại với đầy đủ các tính năng như khi xem trên máy tính. Điều này rất thuận tiện cho việc xem và nhận xét các mô hình ở mọi nơi,